Chị Cha giờ đây xin Cha tư vấn giúp cho khán thính giả Trâm Anh ở tại Northview, California, Hoa Kỳ. Chị đã hỏi rằng con là một người ngoại đạo lập gia đình với một người Công giáo. Trước khi lấy con, anh ấy đã có hai đời vợ đều là Công giáo. Khi chuẩn bị tiến đến hôn nhân với anh ấy, con ngỏ ý muốn theo đạo vì thật sự tuy chưa có đạo, nhưng trước đây con vẫn đi lễ hàng tuần. Con rất thích đạo Công giáo vì biết rằng không được ly dị. Nhưng khi biết con có ý muốn theo đạo, chồng con đã khuyên con không nên theo đạo lúc này, vì nếu như vậy thì cả hai đều bị trong tình trạng rối hôn nhân. Xin Cha giải thích cho con hiểu tại sao khi con trở thành người Công giáo thì hôn nhân của con lại ở trong tình trạng rối. Hiện tại con vẫn chưa theo đạo, vẫn sống đời hôn nhân với chồng con theo luật đời. Như vậy con có bị rối, bị xem là lấy chồng người khác hay không? Tôi nghĩ là đang rất rối. Nghe câu hỏi thì rối. Câu hỏi của người chị em làm cho tôi hơi trùng lòng. Khi mà bối cảnh của một người ngoài Kitô giáo mà họ tha thiết sống đức tin, mà chính khi họ tha thiết sống đức tin thì họ lại gặp một cái cản trở trong đời sống hôn nhân của mình với một người chồng Công giáo lại đã qua hai đời vợ. Chúng ta thấy cái đấy là cái điều đầu tiên, cái buồn khiến tôi trùng lòng là thế. Là người Công giáo hiểu và sống đức tin thì đều biết rằng sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Cho nên qua hai đời vợ trước đấy nghĩa là gì? Ở đây chúng ta không hiểu cụ thể, không có trò chuyện để biết được đích thật, đích thị là câu chuyện xảy ra thế nào, tại sao họ tan vỡ. Và hai đời vợ trước của anh chồng có thực sự cử hành hôn lễ hay không? Hay là chỉ là hôn nhân đời mà thôi? Ví dụ hai người trước là Công giáo nhưng họ không cử hành hôn lễ, họ chỉ có hôn thú đời thôi, thì trước mặt Chúa họ chưa phải là vợ chồng đúng nghĩa. Cho nên bây giờ đó, có thể họ chỉ, hay là ngay có khi là họ chỉ sống với nhau như vợ chồng mà không phải vợ chồng, thì cái điều đấy ngay bây giờ khi mà họ không còn một cái ràng buộc nào cả thì có thể tiến đến một cái hôn nhân đàng hoàng khi chị này bây giờ trở lại đạo, sống đức tin và thành hôn với nhau theo nghi thức Công giáo. Thì có thể, chúng ta chưa có biết được cụ thể là cái gì. Và nếu mà đi vào cái trọng tâm, tôi cứ đặt tình huống giả như hai cái người vợ trước của anh này không có bí tích, còn giả như một người đã có bí tích, một trong hai người đã có bí tích, và cho nên bây giờ anh ta không có thể kết hôn được nữa, bởi vì cái hôn nhân trước nó còn cái sợi dây ràng buộc, anh không thể kết hôn. Thì bây giờ tình trạng của người chị em này tại sao không trở lại Kitô giáo được, không trở thành Công giáo được? Bởi vì khi chị trở thành Công giáo đó, chị là một người Công giáo, chồng chị cũng là một người Công giáo, mà người chồng đã có một cái ràng buộc của cuộc hôn nhân trước, họ không thể kết hôn với nhau theo luật Chúa. Và nếu họ không thể kết hôn với nhau, họ vẫn cứ sống với nhau như vợ chồng, thì chắc chắn đó là một cái gương mẫu, chắc chắn đó là một sự lỗi luật. Và một khi chị đã trở lại với đức tin Công giáo thì chị lại không có thể hoàn toàn thanh thản để sống đời sống đức tin. Cụ thể là chị không thể được rước lễ, bởi vì chị sống trong cái bối cảnh với một người là chồng mà thực ra lại không phải là chồng trước mặt Chúa. Cho nên nó ở trong một cái tình trạng không thông dong. Làm sao chị có thể, dĩ nhiên chị không bị vạ tuyệt thông, nếu chị trở lại đạo thì vẫn có thể đi nhà thờ, vẫn có thể tham dự mọi chuyện, nhưng không được trọn vẹn, không được rước Chúa. Thì cách nào đó lương tâm của chị nó vẫn cảm thấy nó bất ổn, nó không được thanh thản, nó không có được chan hòa. Cho nên giáo hội không cử hành bí tích rửa tội cho chị để chị không thể không bị vướng mắc vào những cái đòi buộc của hội thánh liên quan dành cho những người Công giáo. Dĩ nhiên thì những gì của hội thánh, luật của hội thánh chỉ ràng buộc những người Công giáo mà thôi, chứ làm sao mình có thể ràng buộc người khác của tôn giáo của mình. Rối là một cái từ ngữ người ta quen dùng để diễn tả tình trạng hôn nhân của một người đã có gia đình, đã là cử hành bí tích và bây giờ tan vỡ, tiếp tục sống một cuộc hôn nhân thứ hai. Trong tông huấn Maria, trong tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Francisco đó, thì ngài mời gọi không nên dùng cái kiểu nói hôn nhân rối,
mà chúng ta nên dùng một kiểu nói khác, nó trân trọng hơn, tế nhị hơn. Ví dụ hôn nhân trong hoàn cảnh đặc biệt thì đấy cũng là một cái cách. Giáo hội không loại trừ những anh chị em đang sống trong tình trạng hôn nhân đó, không loại trừ, không coi họ như những con chiên ghẻ. Họ không phải là những người mắc vạ tuyệt thông, nhưng họ đang sống trong một tình trạng đặc biệt trong ngoặc kép. Họ không thể, phải không trọn vẹn sống những giáo huấn của Chúa, cho nên cái tình trạng của họ chưa thể nào mà sống đức tin một cách chan hòa được. Cụ thể ở đây, việc rước lễ là không thể. Thì đấy là cái trường hợp như vậy. Cho nên người chị em của chúng ta không được lãnh bí tích, là để tránh những cái khó khăn khi mà hội thánh ràng buộc những người công giáo. Và nếu như vậy chị trở thành công giáo, chồng chị công giáo, rồi bây giờ kết hôn với nhau như vậy thì trái luật được phép.